Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình là Hugo Dương ha. Thì sau cái video clip mà mình đóng mấy con cá tai tượng để mình chuyển đi cho cái người mà mua mấy cá tai tượng của mình á, thì bị anh em nói quá là đóng ẩu quá, không có biết cách đóng. Thì hôm nay mình cũng có một ý kiến bán một con cá tai tượng đi ra cho một người anh em ở ngoài Nha Trang. Thì lát hồi mình sẽ bán cái tai tượng này. Là bây giờ mình sẽ đóng cá xong rồi mình sẽ ra nhà xe để mình gửi ra ngoài Nha Trang. Thì mình sẽ quay lại nguyên cái quá trình để mình gửi con cá này ra ngoài đó để cho anh em xem ha. Rồi thì con này nè, anh bên đây quay con này nè. Đó, mình có hai con đỏ thì bây giờ mình sẽ bán con đỏ này. Con tai tượng Phi Body Shop. Đó, mình bán con đỏ này. Bây giờ mình sẽ múc nước vô trong bịch, múc nước từ trong hồ vô trong bịch để cho nó vẫn quen cái nước này đó các bạn. Rồi mình sẽ đóng cái bịch này lại, đóng sơ sơ thôi, rồi mình sẽ đem ra ngoài cái tiệm cá mà mình quen á, mình nhờ người ta đóng lại cho nó chắc chắn, bởi vì đi Nha Trang á là nó tới nửa ngày rồi các bạn, thành ra là mình đem ra ngoài tiệm đóng cho nó yên tâm. Chứ nếu mà mình đóng ở nhà thì nhiều khi nó không có đủ oxy hay là nó không có mình cột không có kỹ á, thì nó sẽ ảnh hưởng đến con cá. Ra tới đó là nhiều khi nó sẽ lập bụng. Rồi bây giờ con cá nè. Sở dĩ mình bán cái con mực trắng này là tại vì mình có một con mực trắng rồi, thành ra là mình bán con mực trắng này để cho nó khỏi ấy đó. Con mực trắng này mình thích hơn nên mình bán con còn lại. Mình đã mốt nó sẽ nó lớn lên, nhiều khi nó sẽ chặt hồn. You held me back when I tried to move on from your life, so you stole my life but clearly. So hold me back, now you're here, cause I'm mad, show no fear. Wanna let you know just how it felt. Oh no, 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 no. Don't you think we could? There's no way we could be, no. Oh no, 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 no. I know the way you look at me, I know it too well. Rồi. Yeah, xong. Rồi mình có một cái thùng xốp, mình chuẩn bị sẵn cái thùng xốp rồi này. Mình chuẩn bị sẵn cái thùng xốp rồi. Thì đóng cái này xong mình sẽ đem ra ngoài kia mình đóng cho nó chắc lại. Rồi mình quay về đây, mình bỏ cái thùng xốp rồi mình đem ra nhà xe mình gửi. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua cái tiệm cá ở bên đường Dương Má Chạc. Với cái tiệm đó là mình quen, mình hay đi làm về mình mua cá mòi á, thì mình ghé bên đó để cái chị đó chỉ đóng bịch lại cho mình cho nó an toàn ha. Ok, let's go, let's go. Can never
Giờ cả hai anh chị đóng vô cái bịch cá đi Nha Trang cho nó yên tâm. Rồi đóng cho em đi. Vô chồng coi bây giờ. Đóng xong đi rồi em về em bỏ thùng xốp em gửi. Nếu mà anh thấy cái bịch nó yếu anh đi Nha Trang nửa ngày lận á anh. Bảo lắm, cá còn mà quý vị. Còn nhưng mà sao? Còn nhưng mà phải còn sống. Còn là còn rồi đó. Cái gì nhỏ nó mà bỏ luôn. Bỏ là bỏ mà cá. Để đi chồng đôi vô chồng đôi vô. Chồng đôi vô chồng chồng bịch sắp uống sống rồi nè. Thôi bỏ luôn đi, bịch nó mỏng lét rồi, em thấy nó mỏng quá. Mỏng đúng không? Bỏ cái bịch này rồi lấy cái bịch khác. Bỏ bớt nước ra ngoài nha các bạn. Nhiều nước quá nó cũng mấy. Nhiều nước có oxy nó bị ít lại. À, nhiều nước thì ít oxy. Này mình quẹo hẻm Dư Bá Trạc, chăm Dư Bá Trạc vô là thấy cái tiệm đầu tiên bên trái các bạn. Tiệm của anh chị nhỏ nhưng mà đầy đủ có thiếu gì hết á. Ủa lên luôn hả? Thấy tụi nó coi clip à? Thì bữa nay lên nữa nè. Nó có cho chị coi không? Nó nói rồi à. À vậy à. Tụi nó cũng chơi cá nữa hả? À thì coi cá mới là thấy em á. Rồi, ok. Rồi, cảm ơn anh nha. Rồi. Rồi, bây giờ về nhà bỏ vô cái thùng xốp. Mua thêm mấy ngày sau cho mấy con cá ở nhà. Rồi, bây giờ mình sẽ bỏ cái bịch này vô trong cái thùng xốp mình đã chuẩn bị sẵn. Đó. Người ta dặn là phải để nằm xuống. Rồi. Ok. Bây giờ kiếm cái gì chèn cho nó đừng có lắc qua lắc lại các bạn. Cá biết cá rồi. Cá là bằng cái cá đó.
Xe khách họ tấp riêng, xe tải chở hàng họ tấp riêng, thành ra là xe tải là tới trưa mai mới tới Nha Trang rồi, mà trưa mai thì quá lâu rồi, mình sợ cái cá nó chịu nổi. Bây giờ mình sẽ chạy ra cái bến xe khác để mình gửi cho để con cá này cho bạn của mình. Rồi xong. Như vậy là mình đã gửi xong cái hàng Nha Trang cho người bạn của mình rồi. Cái chuyến này nó sẽ đi lúc 8 giờ tối, thì tầm khoảng sáng mai là 7 giờ sáng mai tới là cá nó chắc là còn ok mà. À, em ơi, nếu mà em có nhận được cái con cá này an toàn thì em hãy comment bên dưới clip này của anh nha. Rồi, cảm ơn em nha. Clip ở đây nha, cảm ơn.